Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chậm xử lý bến bãi không phép theo chỉ thị 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào nhiều lao động làm nghề mộc đi nước ngoài làm việc với mức lương cao. Cảnh giác với những video phản cảm dành cho trẻ em trên mạng. Gia tăng các cuộc thi học sinh giỏi gây áp lực cho học sinh. Huyện Văn Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo mọi người tham gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương vẫn chưa xử lý được đất giao không đúng thẩm quyền làm bến bãi theo nội dung chỉ thị 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung chỉ thị 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm diện tích đất cho thuê làm bến bãi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Nhưng đến nay chưa có mét vuông nào được xử lý. Tìm hiểu tại xã Bình Minh, huyện Khoai Châu, địa phương có 3 trong số 4 bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu không phép. Lãnh đạo địa phương cho rằng chưa hết hạn hợp đồng đã ký với xã. Trong khi đó, thì xã đã thu tiền thuê một lần nên nếu hủy bỏ thì xã không có kinh phí để bồi hoàn. Tại xã Hàm Tử, lãnh đạo địa phương này nêu lý do diện tích xã cho thuê làm bến bãi nằm trong quy hoạch sân gôn nên trong khi dự án chưa triển khai thì tiếp tục cho thầu để tận thu. Tại các huyện khác như Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ đều đang trong giai đoạn thống kê và xử lý. Toàn tỉnh hiện có 60 bến bãi bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động không phép, trong đó có tới 40 bãi không có phép đã tồn tại nhiều năm nay. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, nhiều đơn vị đã mạnh dạn bỏ những quy định không cần thiết chồng chéo nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo thông tư 15 của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp phải có thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước khi triển khai xây dựng nhà máy. Tuy nhiên đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa công bố thủ tục hành chính để thực hiện, làm kéo dài thời gian chờ đợi của doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp về vấn đề này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã có tham mưu cùng các sở ngành tháo gỡ kịp thời, không áp dụng máy móc, cốt là để doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính, sớm đi vào sản xuất, chấp thời cơ kinh doanh của mình. Về phía các doanh nghiệp, thì chúng tôi thấy là cái quá trình cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục vừa rồi thì cũng cơ bản đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Nhưng về phía ban thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng rà soát và sắp xếp các cái công việc của các phòng cũng như tăng cường thêm cái sự phối hợp chặt chẽ giữa ban và các công ty hạ tầng trong quá trình hỗ trợ các cái doanh nghiệp để làm thủ tục và sẽ phấn đấu để có thể tiếp tục cắt giảm nữa. So với trước, hiện nay khi đến làm thủ tục đầu tư dự án, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần những loại giấy tờ gì, thời gian trả lời kết quả trong bao lâu đều được các sở ngành công khai trong bộ thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giải quyết thủ tục hành chính theo một cửa cũng như bỏ những quy định không cần thiết, không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay nên doanh nghiệp đã giảm được nhiều thời gian so với trước kia khi hoàn thiện các giấy tờ liên quan. Cái lợi thứ nhất của doanh nghiệp là không phải đến cái nơi để mà khai báo thủ tục, có thể ngồi bất kỳ vị trí nào, ở bất kỳ vị trí nào trên đất nước mình là có thể khai báo cái thủ tục hải quan điện tử được. Các cái thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định là 15 ngày thì hiện nay ban chỉ làm 10 ngày. Các cái thủ tục về cấp phép xây dựng theo quy định là 30 ngày, nhưng thực tế ngày ban triển khai thực hiện ở ban cũng chỉ 10 ngày. Các cái thủ tục về đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì hiện nay ở ban cũng chỉ thực hiện có 5 ngày. Khâu đột phá để tạo môi trường đầu tư có tính cạnh tranh chính là công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục để giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận đất đai, xây dựng nhà xưởng sản xuất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn đang được các sở ngành tích cực thực hiện và cũng là điều các doanh nghiệp luôn quan tâm mong muốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là khâu quan trọng để chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện thì đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành địa phương. Chúng ta mạnh dạn xóa bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do ham học hỏi, có tay nghề cao nên nhiều lao động làm nghề mộc ở thôn Vũ Xá, xã Dương Quang,
huyện Mỹ Hào đã đi Đài Loan, Trung Quốc làm nghề với thu nhập cao. Các lao động có tay nghề chạm đục giỏi đều xuất phát đi học nghề chạm đục tại làng Đông Giao, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Sau khi thành thạo và giỏi nghề thì mới thực hiện các hợp đồng lao động với các công ty chuyên sản xuất đồ mộc mỹ nghệ của Đài Loan và Trung Quốc. Toàn thôn hiện có gần 20 lao động đi làm cho các doanh nghiệp bên Đài Loan, Trung Quốc với mức lương từ 30 triệu đến 65 triệu đồng một người trên tháng. Điển hình trong số những gia đình có thu nhập cao và xây được nhà biệt thự đẹp là các anh chị Hưng Chính, Huân Yến, Trúng Anh và gia đình ông Thực. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường 380 đoạn từ Dốc Nghĩa xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về tai nạn giao thông. Hiện tuyến đường trên có rất nhiều đoạn hư hỏng, tạo thành những hố sâu, thùng vũng, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Việc đi lại càng trở nên khó khăn vào mùa mưa bởi những hố sâu như những chiếc bẫy rình rập người đi đường. Được biết trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mất kiểm soát do đường xuống cấp. Không chỉ mặt đường bị hư hỏng mà tuyến đường trên hiện không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, đường hẹp trong khi lưu lượng người và phương tiện hàng ngày qua đây rất lớn. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, mong rằng tuyến đường trên sớm được đầu tư xây dựng và mở rộng để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn. Theo Nghị định số 46 năm 2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người lái xe nếu mắc phải một trong những lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện. 1. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe. 2. Dùng chân điều khiển xe. 3. Ngồi về một bên điều khiển xe. 4. Nằm trên yên xe điều khiển xe. 5. Thay người điều khiển khi xe đang chạy. 6. Quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. 7. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị. 8. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. 9. Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Ngoài ra, nếu người thực hiện những hành vi trên gây ra tai nạn giao thông, tùy tính chất mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những video hay thước phim hoạt hình luôn có sức hút với trẻ em. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, iPad hay TV có kết nối Internet là các em nhỏ có thể dễ dàng xem những bộ phim hoạt hình mình yêu thích. Thế nhưng, bên cạnh những bộ phim với cốt truyện hay, sinh động, có không ít những video với nội dung phản cảm đang tràn lan trên mạng và có nguy cơ tác động xấu đến sự phát triển của trẻ. Như nhiều bà mẹ khác, những lúc bận rộn và bốn con nhỏ ở trong nhà, chị Mai thường chọn giải pháp để con chơi đồ chơi, thi thoảng cho bé dùng điện thoại di động có kết nối mạng. Ngoài các trò cần cầu máy xúc, bé nhà chị cũng rất thích các bộ phim hoạt hình, Người Nhện, Siêu Anh Hùng là những nhân vật khiến bé vô cùng thích thú. Một buổi ngồi xem cùng con, chị tá hỏa nhận ra những nhân vật hoạt hình quen thuộc lại có hành động hung hãn như bắn nhau, cầm gạch đập vào đầu đối phương. Và ngay cả các bậc phụ huynh có lẽ không ai đủ kiên nhẫn để xem hết video này. Khi đang ngồi xem điện thoại cùng với cháu thì thấy cháu đang xem phim hoạt hình mà có những cái nội dung bắn nhau rùng rợn. Tôi đã vội tắt đi và những lúc không để ý đến thì cháu vẫn bấm vào những cái kênh mà có những cái nội dung tương tự. Xem chi tiết một vài đoạn phim, dễ dàng thấy chúng không có cốt truyện mang tính giáo dục, chỉ đơn giản là những nhân vật mặc quần áo rực rỡ và có các hành động kỳ quặc. Đặc biệt là những âm thanh rùng rợn phát ra thu hút sự theo dõi của các em nhỏ. Càng đáng lo ngại hơn khi nhiều clip có nhân vật mà hầu hết các em nhỏ đều yêu thích như Người Nhện hay Công Chúa Băng Giá Isa lại biến tướng, mang những nội dung không đúng với lứa tuổi, ăn mặc hở hang và có những hành động phản cảm. Phim hoạt hình bây giờ chiếu về tình cảm nam nữ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các cháu, nên tôi rất lo lắng. Hầu hết các video do nước ngoài sản xuất, một lượng nhỏ được các bạn trẻ Việt Nam làm và phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ cần vài thao tác là các em nhỏ có thể dễ dàng vào xem được. Và khi nhấn vào một video là xuất hiện nhiều nội dung tương tự ở phía dưới nhằm kích thích tính tò mò của trẻ. Hàng chục triệu lượt xem mỗi clip khiến nhiều phụ huynh càng thêm lo lắng.
Chỉ với một vài thao tác là tôi đã có thể dễ dàng tìm đến những thước phim hoạt hình như thế này. Thật khó để có thể ngăn được sự hiếu kỳ của các em nhỏ khi mà thoạt nhìn thì chúng vô cùng bắt mắt. Nên chăng các bậc phụ huynh hãy dành sự quan tâm xem con em mình theo dõi gì trên mạng và hướng các em xem những thước phim bổ ích. Hay đơn giản hơn là dành nhiều thời gian hơn nữa để trò chuyện và chơi cùng với các con. Trong khi ngành giáo dục đã và đang đề ra nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh, thì những năm học gần đây lại gia tăng các cuộc thi học sinh giỏi. Điều này là một nghịch lý và đang gây áp lực cho nhiều em học sinh, nhất là học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Mới 9 giờ sáng đã có rất nhiều các bậc phụ huynh chờ đợi để đón con tham dự thi học sinh giỏi. Hình ảnh này đã trở nên khá phổ biến trong những năm học gần đây. Phải trải qua kỳ thi cấp trường ạ. Cháu trải qua hai phần thi là lý với cả toán ạ. Hôm nay cháu đến đây để thi môn toán tiếng Việt cấp thành phố ạ. Con nhà tôi học lớp 1. Con nhà em thì có thi toán tiếng Anh và toán tiếng Việt. Theo tìm hiểu, hiện có rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi như thi học sinh giỏi toán, tiếng Anh, tiếng Việt, thi học sinh giỏi toán tiếng Anh, toán tiếng Việt, toán tiếng Anh Olympic, thi tiếng Anh IOE, thi trạng nguyên tiếng Việt, trạng nguyên nhí tiếng Anh và còn một số môn thi khác nữa. Trong khi ngành giáo dục và đào tạo đã và đang đưa ra nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực cho học sinh, thì những cuộc thi học sinh giỏi được tổ chức như đã nói ở trên đang gây áp lực cho cả học sinh và các bậc phụ huynh. Việc gia tăng dân số cơ học trong những năm qua đang khiến các nhà trường bậc mầm non trên địa bàn huyện Văn Lâm thiếu phòng học hoặc giảng dạy và học tập trong những phòng học không đạt chuẩn. Phòng học chỉ rộng hơn 10 m2 này là nơi học tập của 25 học sinh trường mầm non như Quỳnh A. Với diện tích như thế này, trung bình mỗi bé có không đến 1 m2 để vui chơi học tập. Toàn trường chỉ có 2 trên 19 phòng đạt tiêu chuẩn về diện tích. Không chỉ vậy, tại một số điểm trường ở thôn Minh Khai, các em học tập trong bầu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. So với số học sinh hiện có, trường mầm non Minh Hải hiện còn thiếu 23 phòng học. Để khắc phục, nhà trường phải học nhờ tại nhà văn hóa các thôn, dựng vách ngăn chia đôi phòng học, thậm chí là dồn 40-50 bé vào một lớp. Năm học 2016-2017, các trường mầm non trên địa bàn huyện còn thiếu khoảng 80 phòng mới đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Văn Giang vừa tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017. Với thông điệp giọt máu cho đi một đời ở lại, nhiều năm qua phong trào Hiến máu tình nguyện huyện Văn Giang đã trở thành việc làm thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tại các địa phương trong huyện tham gia. Trong đó, tiêu biểu có nhiều tấm gương tham gia hiến máu nhiều lần như anh Nguyễn Đức Phúc, xã Xuân Quan, anh Man Minh Hưng và anh Nguyễn Lý Phường, xã Long Hưng. Năm 2016, huyện Văn Giang phát động 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 386 đơn vị máu, là đơn vị có số người tham gia hiến máu tình nguyện cao của tỉnh. Tiếp nối truyền thông đó, năm nay, hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút được 550 người đăng ký tham gia. Kết quả sau một buổi sáng tổ chức đã thu được 286 đơn vị máu. Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017, huyện Văn Giang được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam và tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng. Nghĩa trang liệt sĩ là nơi để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã có công với Tổ quốc. Thế nhưng, tại xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu, nghĩa trang liệt sĩ đang bị xuống cấp và ô nhiễm do rác thải. Mỗi khi đến thắp hương cho thân nhân liệt sĩ, ông Giang Lê Truy không khỏi khó chịu khi chứng kiến cảnh các bộ liệt sĩ được đặt ngay khu dân cư, cạnh trường học và khu chợ Đông Tảo. Hàng ngày, khu vực nghĩa trang liệt sĩ bị bao bọc toàn rác, hoa quả thối, nước bẩn của khu chợ chảy vào nghĩa trang. Đại diện cho các thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi cũng muốn là trong điều kiện xã hội phát triển thì cái nghĩa trang trước đây xã làm rất là khang trang đẹp đẽ rồi, nhưng đến bây giờ nó xuống cấp so với dân ở thôi, chứ chưa nói đến cái xung quanh. Thế thì chúng tôi muốn là tỉnh, huyện và các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chúng tôi là tìm một chỗ nào nó khang trang. Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Tảo được xây dựng từ năm 1997, có tổng số 200 ngôi mộ là liệt sĩ quê hương đã được quy tập về đây. Tuy nhiên, việc xây dựng nghĩa trang nằm trong khu dân cư, chợ và luôn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nơi tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã mất đi ý nghĩa của việc tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm qua,
Bằng sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, cô Phạm Thị Hoa, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, luôn cần mẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giúp người dân địa phương xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Hình ảnh người cộng tác viên dân số Phạm Thị Hoa trên chiếc xe đạp cũ lặng lẽ đến từng ngõ xóm đã trở nên thân thuộc với người dân thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng. Bén duyên với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ năm 2000, những ngày đầu làm công tác dân số gặp không ít những khó khăn, từ nếp nghĩ có nhiều con để phụ việc đồng áng, có con trai để nối dõi tông đường. Đây là những rào cản không nhỏ cho công tác tuyên truyền vận động. Không nản lòng trước khó khăn, bà đã dành hầu hết thời gian đi tuyên truyền, vận động, đến tận nhà, gặp từng người, tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, vận dụng những kiến thức mình có để tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tốt công tác dân số, đảm bảo cân bằng tỷ lệ giới tính tại địa phương. Làm sao mà tôi gắn bó với nghề nâu như vậy? Cái thứ nhất là yêu nghề, cái thứ hai nữa là nhiệt tình, cái thứ ba nữa là phải kiên trì đến từng ngõ gõ từng nhà. Vận động từng đối tượng. Mưa dầm thấm lâu, người dân địa phương dần dần cũng hiểu và thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, biết sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, quan tâm và chăm lo cho sức khỏe sinh sản. Vì vậy mà các chỉ tiêu dân số tại địa bàn bà quản lý đều đạt kết quả tích cực trong nhiều năm liền. Nhiều gia đình sinh hai con gái, nhưng được bà vận động đã quyết tâm không sinh thêm con thứ ba, như gia đình chị Cao Thị Liệu, Hoàng Thị Luyến. Sự vận động của cô Hoa đây thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì trọng nam khinh nữ. Thì tôi cũng chỉ có sinh hai cháu, không có ý định sinh thêm thứ ba. Để nuôi hai cháu ăn học thôi, trưởng thành thôi. Ghi nhận những đóng góp của bà mới đây, bà đã vinh dự đại diện cho hơn 1.700 cộng tác viên dân số của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương cộng tác viên dân số tiêu biểu toàn quốc do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức. Được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc cho công tác dân số. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Anh và Mỹ vừa qua đã phải lên tiếng về chuyện tình báo Anh bị cáo buộc đã hỗ trợ Tổng thống Obama nghe lén ứng viên Donald Trump. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết phía Anh đã phản đối cáo buộc của chính quyền Trump sau khi người phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng cơ quan tình báo Anh đã theo dõi ông Donald Trump theo lệnh của Tổng thống Barack Obama trong năm ngoái. Phía Anh nêu rõ, họ cũng đã nhận được đảm bảo từ phía Mỹ rằng những cáo buộc đó sẽ không lặp lại. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục giữ nguyên cáo buộc cho rằng ông bị người tiền nhiệm Obama giám sát điện thoại, dù các lãnh đạo Ủy ban Tình báo của hai viện Quốc hội Mỹ đều nói rằng họ chưa thấy chứng cứ gì. Thành phố Aleppo, nơi từng là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc nội chiến tại Syria, đã tan hoang sau những cuộc giao tranh nảy lửa. Tuy vậy, người dân trở lại đây vẫn lạc quan về ngày mai tươi sáng, cuộc sống nơi đây đang dần hồi sinh. Chỉ sau hơn 3 tháng được giải phóng, sự sống hồi sinh tại thành phố cổ Aleppo, Syria, người dân đã trở lại thành phố sinh sống, các cửa hàng cửa hiệu, công xưởng đã dần hoạt động trở lại lần đầu tiên sau 6 năm nội chiến kéo dài ở Syria. Trên những phố xá của Aleppo, hàng quán và những người bán hàng rong cũng đã dần xuất hiện trở lại. Đây đó, tại nhiều địa điểm của Aleppo, âm thanh của cuộc sống, của những hoạt động công nghiệp đã dần thay thế âm thanh của tiếng súng, của các cuộc không kích. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 16 tháng 3 đã bác bỏ đề nghị trưng cầu dân ý độc lập lần 2 của Thủ hiến Scotland, đồng thời cho rằng bây giờ không phải lúc làm việc đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh đang phải tập trung mọi nguồn lực cho các cuộc đàm phán về vấn đề đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Trong khi đó, Thủ hiến Nicola Sturgeon cho rằng việc Anh ngăn không cho Scotland tiến hành trưng cầu ý dân độc lập lần 2 là không dân chủ. Trước đó vào ngày 13 tháng 3, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Scotland, Thủ hiến Sturgeon tuyên bố sẽ tìm cách kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý trước khi Anh rời khỏi EU. Một người đàn ông Trung Quốc được mệnh danh là Vua Quang Năng đã thiết kế và xây dựng một thung lũng chạy bằng năng lượng mặt trời với đầy đủ nhà máy, khách sạn, chung cư và bảo tàng. Người đàn ông này có tên là Hoàng Minh, người cũng được mệnh danh là Vua Mặt Trời. Thung lũng mặt trời do ông thiết kế xây dựng đặt tại Sơn Đông
với mong muốn đưa năng lượng mặt trời đến với mọi người. Thung lũng mặt trời ở đây có đầy đủ nhà máy, khách sạn, khu chung cư sinh sống. Tất cả nguồn năng lượng được cung cấp từ những tấm pin mặt trời gắn trên các công trình xây dựng. Cho tới nay, đây là thung lũng mặt trời duy nhất ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Một kỹ sư Nhật Bản sáng chế turbin bão đầu tiên trên thế giới có thể cung cấp năng lượng sạch cho toàn bộ đất nước trong nửa thế kỷ. Kỹ sư Asumi Shimizu, chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản, thiết kế turbin thông minh để khai thác sức mạnh to lớn của các cơn bão dưới dạng năng lượng tái tạo. Theo kỹ sư này, năng lượng thu được từ một cơn bão đủ để cung cấp điện cho toàn bộ đất nước Nhật Bản trong vòng 5 thập kỷ. Mẫu thử nghiệm đầu tiên với quy mô nhỏ của turbin bão đã được lắp đặt trên đảo Okinawa ở phía tây Nhật Bản. Một mục sư tại Sierra Leone đã đào được viên kim cương có kích thước rất lớn và đã quyết định giao nộp cho nhà nước. Viên kim cương nặng đến 706 carat, thuộc hàng siêu lớn trên thế giới. Nó được tìm thấy bởi mục sư Emmanuel Momo, đào được ở vùng Kono, miền đông nước này. Ông Momo sau đó trao lại cho chính quyền địa phương để giao cho nhà nước. Viên kim cương hiện nay được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Sierra Leone và chính quyền định mang ra đấu giá. Các chuyên gia cho biết, đây là viên kim cương lớn thứ 13 trên thế giới được tìm thấy từ trước đến nay. Việc định giá viên kim cương là rất khó vì nó tùy thuộc vào chất lượng chứ không phải kích thước. Các nhà nghiên cứu của Australia vừa qua đã xây dựng nhà kính đầu tiên trên thế giới cho phép trồng các loại rau củ mà không cần nước ngọt. Nhóm nghiên cứu thuộc công ty Sandrock Farm ở Adelaide dành nhiều năm phát triển dự án nhà kính ở Dam Australia. Cơ sở rộng 20 ha, hoạt động bằng nước biển, dẫn qua đường ống và năng lượng mặt trời sản sinh từ 23.000 tấm kính phản chiếu thẳng ánh nắng vào thiết bị tiếp nhận ở trung tâm nhà kính sẽ giúp vận hành máy khử mặn nước biển, biến nước biển thành nước ngọt. Công ty cho biết, nhà kính kiểu này đem lại hy vọng gieo trồng ở những nơi có thời tiết không thuận lợi, thậm chí là cả sa mạc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.